Hello mọi người, nhân tiện hôm nay ngồi nói chuyện với cô bạn về chuyện lừa đảo trên mạng. Các hình thức giờ rất phong phú và phức tạp. Chỉ đơn giản là hôm qua cũng có một bên gọi điện cho mình. Họ có thông tin về việc mình có thẻ tín dụng. Họ biết chính xác là mình có thẻ tín dụng của ngân hàng nào. Và họ mời gọi mình với việc là nội dung là bên họ hỗ trợ rút tiền từ thẻ tín dụng ra để tiêu. Thực ra thì các ngân hàng bây giờ họ cũng đều có chương trình rút tiền trực tiếp từ thẻ tín dụng ra nhưng mà phí nó cao. Thì họ sẽ mời gọi mình bằng là bên em hỗ trợ này, rút này, phí thấp hơn này, rút được 100% này, thẻ này. Sau đó thì nếu mình ok, họ sẽ kết bạn Zalo. Sau đó thì họ yêu cầu mình cung cấp thông tin từ thẻ tín dụng. Một lần trước mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã thử, mình đã ok, mình cung cấp thông tin, nhưng tất nhiên là mình fake, mình đưa những số sai số này. Một trong những điều buồn rất buồn cười họ rút là họ đòi yêu cầu cả cái mã bảo mật phía sau CVC. Đấy. À, cái này mà bị lộ tẩy thì thẻ tín dụng của chúng ta toang ngay. Nếu mà mình cung cấp cái mã bí mật của thẻ tín dụng thì coi như toang. Mình quyết định mình fake, mình thử nghiệm nó bảo không được. Sau vài lần nó bảo không được, sai. Thế là mình mới lật mặt chúng nó bảo thôi. Các em ơi đừng có lừa đi lừa đảo nữa, kiếm cái nghề tử tế gì mà làm. Thế là chúng nó cúp máy luôn. Quay trở lại câu chuyện lừa đảo thì mình thống kê một vài tình huống mà mình đã gặp phải. Và cũng may là mình chưa bị lừa. Và mình chia sẻ với mọi người nhé. Ví dụ như là ví dụ như là mình có quan tâm, mình có sử dụng thẻ tín dụng này, thi thoảng mình có quan tâm đến vấn đề về ví dụ như là mới nhất về nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đấy. Ví dụ như đây là trên Facebook nó sẽ xuất hiện một loạt những cái trang những cái profile, những trang Facebook này thì phải nói là cực ảo luôn. Trang toàn những trang mới lập không có nội dung gì. Đấy. Đấy, nâng hạn mức thẻ tín dụng này. Đấy. Mình đã report những trang này rồi nhưng mà thực sự là Facebook họ cũng rất vô tình luôn. Họ cũng không khóa những trang này. Mình report cái trang trên Facebook là trang này là trang spam and lừa đảo và tin giả. Nhưng mà không không ăn thua gì hết. Họ vẫn chạy quảng cáo ở mầm ở trên Facebook. Có một điều đấy chắc chắn rằng là Facebook nó chỉ quan tâm đến tiền thôi. Nhả tiền quảng cáo cho nó là nó hoạt động, chẳng có liên quan gì hết. Thế nên là ở trên Facebook hay Google những trang lừa đảo rất nhiều, họ vẫn quảng cáo và đừng hy vọng rằng họ sẽ truy quét và diệt. Bởi vì đơn giản là mình quảng cáo mình trả tiền cho nó nên nó vẫn dung túng cái điều đấy thôi. Lẽ phải bây giờ phải thuộc về mình chứ không hy vọng người ta sẽ làm hộ mình. Quay trở lại tiếp cái trang của họ này. Đây, ví dụ như là một cái đoạn chat này. Thì đây nó sẽ nhờ bảo mình kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo ok. Đây mình mở đoạn chat thì vẫn còn này. Có một cô bé tên là Kim Ngân. Các bạn cũng đầu tiên cũng rất bắt đầu là đúng này. Điều kiện để nâng hạn mức này là không đóng chậm này, không có nợ xấu này. Ok, sau nó bảo gửi căn cước công dân. Ok, cho thử. Nó cũng check thử. Nó thực ra cái việc check CIC bây giờ cũng dễ. Mất phí khoảng 15.000 một lần check nếu mà dùng tài khoản Pro ở bên công ty PCB ở Việt Nam, công ty đấy họ chuyên cung cấp thông tin cá nhân tín dụng, tức là đánh giá chất lượng tín dụng của mỗi người. Cái đấy là công ty nó được phép làm như thế. Đấy. Thì nó bảo là của mình được nâng này, lên thẻ tín dụng lên 220 triệu này. Đấy, ok không? Rồi, thì tiếp theo là sao? Hỏi về chi phí nâng như nào? Thì nó bảo là theo quy trình thì em cần phải có sao kê 3
3 tháng lương, hợp đồng lao động. Đấy, thì nó sẽ làm cho hết dịch vụ và sẽ chỉ phí 5% và có luôn trong ngày. Đến đoạn này mình cũng khá là tin. Thế mình mới yêu cầu là làm xong đi thì anh thanh toán ok không? Thì nó mới bảo là anh làm thì phải thanh toán dịch vụ 50% trước cho em. Đấy. 50% ví dụ như là của 220 triệu thì đã là bao tiền nhỉ? 5 triệu, 10 triệu, đúng rồi. 12 triệu thì nó bảo phải thanh toán trước 5 triệu, 6 triệu, 50%, tức là 6 triệu thì nó sẽ làm. Và nó nhắn tin cho mình số tài khoản của chính tên là nó Kim Ngân, Lữ Kim Ngân, AB Bank, số tài khoản đầy đủ đây. Mình có check thử đúng. Thế là mình mới thử là mình mới yêu cầu là thế bây giờ vấn đề là này nhá, để tránh lừa đảo thì em chụp căn cước công dân của em đây gửi cho anh em xem nào, nếu bị lừa anh sẽ báo công an. Mình chat với nó đến đoạn đấy thì nó sẽ bảo là nhân viên không cung cấp thông tin ra ngoài được nha. Đấy. Anh ứng được 50% là 5 triệu năm thì em sẽ làm. Và mình cũng dừng cuộc chuyện ở đây luôn, bye luôn. Vì biết đâu mà tìm, đây là lừa đảo. Thế rồi cũng có một câu chuyện khác. Một ví dụ khác này. Bên này thì họ tinh vi hơn nhưng cũng ngây thơ hơn. Nếu như ai không kinh nghiệm cũng dễ mắc phải. Cũng là một bên này, nâng hạn mức thẻ tín dụng này. Đấy. Họ cũng đòi hỏi đưa thông tin. Sau đó thì họ sẽ cũng giả vờ họ check cho mình, phí thấp lắm, có 1,1% phí nâng hạn mức. Sau đó họ đã báo là đã check CIC cứ như thật, cái này hoàn toàn thì fake hơn. Sau đó thì họ đưa cho mình một cái link và sẽ kích ra cái link đấy, nó sẽ ra một trang web đây, center gạch ngang nâng hạn mức thẻ tín dụng .com. Mình có check thử cái domain này, mình check thử cái domain này ví dụ như là để xem là ai là người đăng ký ở đâu, xem trang web này thì đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Chứng tỏ là nó mua cái tên miền này bên INET, cũng là công ty ở Việt Nam thôi này, công ty INET ở Việt Nam này, người đăng ký này Dương Tô Loan này, cũng không giấu, chứng tỏ là cũng hội này cũng thiếu kinh nghiệm nhé, mua cái tên miền trang web lừa đảo này nhưng mà không hề sử dụng bên giấu thông tin mà cũng để lộ thông tin này. Đây, mua của bên INET, công ty INET cung cấp về domain, về hosting website này. Đây, người mua này, receipt name này. Đấy. Thế là cái domain này mới mất có 10 đô thôi mà. Nhưng vấn đề là họ đã không giấu thông tin, họ không mua ở những bên bảo mật cao và họ cũng để lộ này. Như này, ví dụ như này là công an có thể truy được họ này, truy được cái chủ website này này. Đấy. Rồi quay trở lại cái website nhé. Đây. Ví dụ như này, mình sử dụng cái tên mình nhé. Đấy. Số điện thoại 0333 6397. Đây là một số điện thoại cũ của mình không dùng nhé. Đây, nó sẽ có tính nâng hạng mức sang ngang thẻ tín dụng này. Chọn nâng hạng. Số chứng minh thư mình thử dùng một cái số chứng minh thư cũ đi này, 131 531348 này, chẳng chết ai được. Đấy. Thêm một cái ngân hàng, đây là mình dùng TCB đi. Đấy. Bấm tiếp tục. Hệ thống quay quay. Đấy, thực ra là nó chẳng có tác dụng gì hết đâu. Những cái thông tin đầu tiên đấy chỉ là cũng làm giả bộ như thật thôi.
bây giờ nó mới quan trọng này, nó cần mình nhập số thẻ, tên đi trên thẻ, tên mình nha, ngày hết hạn số thẻ nha, mình cũng nhập bừa một số thẻ nào đó, 7784 này, 3456 này, 0098 này, ngày hết hạn mình cứ làm như là 0224 đi này, CVC này, 155 bịa ra một số nào đấy, thử xem. Giả sử như này, nếu bạn nhập đúng số thật của bạn vào á, là bạn sẽ chết ngay, là mất thông tin và nó sẽ rút tiền từ thẻ của bạn ngay. Nhưng đây là mình dùng số fake thì rõ ràng là nếu ai tin vào cái việc này là mà mọi người nhập thông tin thẻ tín dụng của mình đang sử dụng vào đây là mọi người sẽ bị nó trừ tiền, cắn tiền ngay, chết chắc, vì không có cái trang web nào như này cả. Này, nhập mã OTP này, 099 này, 667 này. Rõ ràng trang web này nó thiết kế là một trang lừa đảo để mọi người nhập thông tin thẻ vào và nó sẽ quét trừ tiền, cắn tiền ngay lập tức. Nhưng vì không được, chắc chắn nó sẽ quay lại. Đợi trong giây lát, gửi thành công. Không được nên nó bắt nhập lại mã tiếp này. Nó sẽ cứ thế này chơi này mãi. Thực ra thì vì đây nó dùng hệ thống tự động, bot tự động thôi. Nó sẽ cứ như này mãi. Thế quay trở lại câu chuyện là về lừa đảo trên mạng thì bây giờ nó có mấy hình thức này, rút tiền từ thẻ tín dụng này, đấy, trao đổi thông tin này, lừa đảo chuyển tiền trước này, để nó nâng hạng mức thẻ tín dụng này, hoặc là sang ngang thẻ này đấy. Thế rồi còn gì nữa, phải nói là rất nhiều cách lừa đảo hiện nay, mọi người cần phải hết sức chú ý, hết sức chú ý nhé. Bye bye mọi người.